Xin chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách kết nối hai cái loa Moza E7 này lại với nhau. Và loa Moza E7 này đang được bán chính hãng tại điện thoại siêu rẻ.com với mức giá là 490.000 đồng, bảo hành 1 tháng và lỗi là 1 đổi 1 của nhà sản xuất. Để kết nối hai cái loa lại với nhau thì các bạn chỉ việc đơn giản là mở nguồn cả hai cái loa lên. Khi mà mở nguồn lên thì các bạn sẽ thấy hai đèn tín hiệu ở đây nó chớp liên tục. Và khi cái đèn ở loa màu đen nó ngừng nháy là nó đã kết nối với loa màu đỏ. Bây giờ thì bạn sẽ lấy cái điện thoại và kết nối với cái loa Moza E7 màu đỏ ở bên phía tay phải của màn hình. Thì lúc này âm thanh sẽ truyền qua cả hai loa. Và bạn chỉ việc tăng giảm âm thanh, tăng giảm âm lượng trên điện thoại hoặc là tăng giảm âm lượng trên cái loa màu đỏ thì là cái loa màu đen nó cũng sẽ to theo. Đây là tính năng kết nối loa True Wireless rất hay của Moza, và các bạn có thể sẽ tăng cường được công suất của âm thanh từ 5W của một cái. Thì bây giờ hai cái sẽ lên thành 10W và các bạn có thể đặt ở hai góc phòng trong nhà để mà mình thưởng thức những bộ phim hoặc là mình nghe nhạc cũng đều rất là ok. Như vậy là con V Smart Live của mình đã kết nối thành công với cặp loa Moza E7 ở phía trước. Trường hợp mà sau khi mở nguồn hai cái loa không thể tự động kết nối lại với nhau thì các bạn sẽ giữ đồng thời phím tăng giảm âm lượng trên một cái loa để cho nó khởi động lại, nó reset lại cái kết nối và nó sẽ kết nối lại bằng True Wireless với cái loa còn lại. Bây giờ thì mình sẽ thử phát một đoạn nhạc để cho anh em nghe xem là công suất của nó và âm thanh nó có hay không nhé. Âm thanh ở xung quanh đây rất là ồn, tuy nhiên là cái trải nghiệm mà nó mang lại, cái chất lượng âm thanh rồi cái tiếng bass của nó thì cực kỳ tốt nha. Nó sẽ biến cái cặp loa này thành một cái cặp loa phát stereo cực kỳ ấn tượng. Và hai cặp loa này luôn luôn ở chế độ standby, sẵn sàng kết nối lại với nhau ngay khi tắt đi, và các bạn khi mà mở nguồn trở lại đồng thời cả hai cái thì nó sẽ kết nối lại với nhau. Lúc này các bạn chỉ việc lấy điện thoại ra, mở Bluetooth lên, kết nối lại với một trong hai cái loa là các bạn sẽ có thể nghe được nhạc stereo cực kỳ hay và đẳng cấp rồi. Ngoài ra thì ở phía dưới cái nắp nhỏ này nó còn một lỗ nhỏ để reset trong trường hợp mà các bạn không thể kết nối Bluetooth hoặc là các bạn không thể kết nối lại hai cái loa này lại với nhau bằng True Wireless. Thì mình sẽ lấy một cái que tăm nhỏ nhỏ nha, mình chọc vào cái lỗ phía bên dưới ngay gần khúc cổng sạc này đây. Hơn thế nữa thì loa Moza E7 này còn có khả năng kháng nước nhẹ. Vậy thì anh em có sẵn sàng để sở hữu một cặp loa này hay không thì vui lòng ghé lại website của điện thoại siêu rẻ.com hoặc ghé lại 13 shop của điện thoại siêu rẻ.com. Chỉ với 490.000 đồng thì các bạn sẽ sở hữu ngay một chiếc loa Moza E7 cực kỳ xịn sò và đẹp mắt này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video clip tiếp theo của điện thoại siêu rẻ.com.